bà con nông dân trồng đậu phộng, đậu nành, mè, khoai mì, hành lá, rất khổ sở với các loại cỏ lá hẹp. Làm sao trừ cỏ lá hẹp hiệu quả nhất? Taka Super 5EC của công ty Nissan Nhật Bản sẽ giúp bà con nông dân. Taka Super 5EC trừ lúa chét, cỏ lá hẹp, mần trầu, cỏ chỉ, cỏ đuôi chồn, cỏ ống. Phun Taka khi cỏ có từ 2 đến 7 lá. Có Taka, cỏ tránh xa. Taka Super 5EC của công ty Arista License Việt Nam phân phối.